hậu H'Hen Niê tổ chức tiệc tri ân người hâm mộ. Thưa quý vị và các bạn, Hoa hậu H'Hen Niê và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ tổ chức tiệc tri ân để cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cô trong thời gian qua, đồng thời chúc mừng thành công cô lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Miss Universe 2018. Sự kiện sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 12 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. H'Hen Niê cho hay cô muốn thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng trước tinh thần ủng hộ cổ vũ của người hâm mộ trong suốt thời gian qua. Với cô, thành tích đến với top 5 Miss Universe là một điều may mắn đến kinh ngạc, dù có chút tiếc nuối, tuy nhiên đây vẫn là thành tích cao nhất trong lịch sử tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế của các Hoa hậu Việt Nam. Đại diện tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho hay họ đã phải xây dựng một chiến lược dài hơi với chi phí lên đến hàng tỷ đồng cho hành trình đến với Miss Universe của Hoa hậu H'Hen Niê. Trong đó bao gồm các khóa huấn luyện trong hơn một năm qua để trang bị cho H'Hen Niê đầy đủ kỹ năng của một người đẹp trên đấu trường quốc tế. Dù được đánh giá có đầy đủ tố chất của một hoa hậu với những điểm nổi bật về hình thể, H'Hen Niê vẫn có những điểm yếu cần được bổ sung và thay thế. Nói tiếng Anh chính là vấn đề đầu tiên của cô. Bản thân H'Hen Niê biết rõ yếu điểm của mình, vì thế cô đã tập trung phát huy các thế mạnh khác. Không có được ngôn ngữ tiếng Anh trôi chảy, nhưng H'Hen Niê lại biết khai thác tuyệt vời ngôn ngữ của vẻ đẹp hình thể, ánh mắt, nụ cười, thần thái và đặc biệt là sự chân chất hồn nhiên thực sự của một cô gái trẻ. Bản lĩnh cũng là một yếu tố quyết định sự thành công của H'Hen Niê. Tiết lộ mới đây của đại diện tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho hay H'Hen Niê thậm chí đã từng cãi lại thầy của mình là Santos, chuyên gia catwalk cho các thí sinh Miss Universe 2018 khá nhiều trong quá trình học, vì cô không đồng ý với lối đi mà người thầy muốn áp dụng cho mình. Nếu Santos ưng ý kiểu đánh hông nhẹ và hiền lành hơn thì H'Hen Niê lại chọn đánh hông mạnh, sải bước, quyền lực và mạnh mẽ cho tất cả các phần thi của mình. Thực tế đã chứng minh lựa chọn của cô là đúng. Thành tích ở top 5 Miss Universe 2018 của H'Hen Niê không chỉ là kết quả cao nhất của lịch sử Hoa hậu Việt Nam tại đấu trường quốc tế mà còn đưa nhan sắc Việt lên một tầm cao mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.